sách sáng thế ký, chương 44 các chén bạc Joseph ra chỉ thị cho quản gia những người đó trở được bao nhiêu thì hãy đổ đầy nương thực trong bao họ bấy nhiêu rồi để bạc của mỗi người lại trong bao của họ cũng hãy để cái chén bạc của ta nơi miệng bao chung với số bạc mua lúa của người em út quản gia vâng lời làm mọi điều Joseph căn dặn Hôm sau trời vừa sáng, họ cho các người đó cưỡi lừa ra đi. Họ ra khỏi thành chưa xa, Joseph bỏ quản ra. Anh hãy đuổi theo những người đó. Khi bắt kịp hãy nói. Tại sao các ngươi lấy oán trả ơn? Phải chăng đây là cái chén mà chủ ta thường dùng để uống rượu và bói toán? Các ngươi đã làm một việc gian ác. Khi bắt kịp, quản gia lặp lại những lời đó. Nhưng họ đáp. Tại sao ngài trách chúng tôi như thế? Chẳng bao giờ các tôi tớ ngài làm như thế cả. Chúng tôi đã mang cho ngài số bạc tìm được trong miệng bao từ xứ Canaan xuống đây. Lẽ nào chúng tôi lại ăn cắp bạc hoặc vàng trong nhà chủ ngài sao? Nếu người ta tìm được cái chén ấy trong bất cứ người nào trong vòng chúng tôi là tôi tớ ngài, xin người đó phải chết, còn chúng tôi làm nô lệ cho ngài. Quản gia đáp, được Hãy làm như điều các ngươi nói Ta tìm được cái chén ấy nơi ai Người đó sẽ Làm nô lệ cho ta Còn các ngươi không có gì đáng trách Mỗi người vội vã hạ bao mình Xuống đất và mở ra Quản gia bắt đầu lục từ Người anh cả đến người em út Và tìm được cái chén Trong bao của Benjamin Họ liền xé áo mình Mỗi người chất lại Bao lúa trên nửa mình rồi cùng quay lại thành. Joseph vẫn còn ở nhà khi Judah và các anh em bước vào. Họ sấp họ sấp mình xuống đất trước mặt ông. Joseph trách: Các ngươi làm chi vậy? Các ngươi không biết một người như ta có tài bói sao? Judah đáp: Chúng tôi sẽ thưa với Chúa làm sao? Trình bày làm sao? Biện minh làm sao? Đức Chúa Trời đã khám phá tội ác của chúng tôi rồi bây giờ chúng tôi xin làm lô lệ cho chúa tất cả chúng tôi lẫn người đã bị bắt quả tang có chén nhưng joseph đáp ta chẳng bao giờ muốn làm điều như thế chỉ kẻ nào bị bắt được quả tang có chén mới làm nô lệ cho ta còn các ngươi cứ về nhà cha mình bình an judah tiến đến gần joseph mà nói thưa chúa xin cho kẻ tôi tớ Chúa được thưa một lần với Chúa. Xin đừng đổi giận cùng kẻ tôi tớ Chúa, dù Chúa ngang vai với pha ra ôn Chúa tôi đã hỏi các tôi tớ Chúa, các ngươi còn cha hay anh em nào không? Chúng tôi đã thưa, chúng tôi còn cha già và một đứa em út sinh ra trong lúc người đã tuổi cao tác lớn. Anh ruột nó đã chết trong các con của mẹ nó chỉ còn một mình nó và cha thương nó lắm lúc ấy chúa bảo hãy đưa nó xuống đây với ta để ta được thấy tận mắt chúng tôi đã thưa với cha đứa trẻ không thể nào lìa cha được nếu nó giỏi thì cha sẽ chết nhưng chúa lại dạy nếu em út các ngươi không xuống với các ngươi thì các ngươi không bao giờ được thấy mặt ta nữa nên khi chúng tôi quay về kẻ tôi tới chúa là cha tôi chúng tôi có thuật lại cho người nghe lời chúa dạy sau đó cha chúng tôi lại bảo các con hãy trở xuống để mua ít lương thực chúng tôi lại thưa không thể nào được chỉ khi nào em út đi với chúng con thì chúng con mới xuống đó được còn không chúng con chẳng bao giờ được thấy mặt lại người đó Kẻ tôi tới chúa lại cha tôi đáp các con biết vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai một đứa biệt tích nên ta nói chắc nó bị thú giữ xé xác rồi vì từ đó ta chẳng bao giờ thấy nó nữa nếu các con cũng đem đứa này xa mặt cha và nếu có điều tổn hại xảy đến cho nó thì các con sẽ làm cho đầu bạc này đau lòng xót dạ mà xuống mộ địa. Bây giờ, nếu em út không theo chúng tôi trở về, với kẻ tôi tới chúa là cha tôi, và nếu cha tôi đã kháng khít với em út tôi là thế, bây giờ nếu thấy đứa trẻ không còn đó nữa, chắc người sẽ chết. Và các tôi tớ chúa sẽ làm cho kẻ đầu bạc của cha chúng tôi đau lòng xót dạ xuống mộ địa vì kẻ tôi tớ này của chúa đã bảo đảm an ninh cho em út trước mặt cha nếu con không đem em về cho cha thì con sẽ mang tội cùng cha suốt đời vậy bây giờ xin cho tôi làm nô nệ thay thế cho đứa em và cho đứa trẻ quay về với các anh nó nếu đứa trẻ không theo tôi làm sao tôi có thể quay về với cha tôi không tôi không nỡ nào chứng kiến cảnh đau lòng xót dạ của cha tôi đâu